Chào mừng bạn đến với kênh nghe truyện của Hảo Hảo Podcast. Để ủng hộ kênh, bạn đừng quên đăng ký, like và share cho mình nhé. Mời bạn nghe truyện Có chạy đằng trời Tác giả A Đào Đào Chương 25 Khi lần đầu có kinh nguyệt của Sơ Vân qua đi, không lâu sau lục tiếng đã mang cô rời khỏi đó. Xung đột lần này đã làm cho Tổng tư lệnh quân đồng minh tìm được cớ để khai chiến. Là quân độc lập võ trang mạnh nhất của vùng Tam Giác Vàng, bọn họ có thể dễ dàng nhân cơ hội này tẩy trừ thế lực thù địch thuận tiện khuếch trương địa bàn. Tam Giác Vàng lại sắp bùng nổ một cuộc chiến máu lửa. Sơ Vân cũng không nghĩ đến những chuyện này, cô chỉ mang theo đôi mắt sưng đỏ, ôm vú nuôi hồi lâu không chịu buông ra trên người bà có vị cỏ xanh tạo cảm giác ấm áp khiến cho cô nghẹn ngào không có cách nào nói lời từ biệt xe ra khỏi cửa thôn vú nuôi vẫn đứng trước cửa thôn không chịu bước đi cháu gái hãy sống tốt với a tiến phải ngoan ngoãn một chút y vú nuôi đang hai tay vào nhau dặn dò từ xa sơ vân thò đầu ra liếu mạng phất tay về phía bóng dáng gầy gầy càng lúc càng nhỏ dần xe đi xa rốt cuộc không còn nhìn thấy thôn nhỏ nữa, sơ vân vô cùng buồn bã thu tay lại, chậm rãi ngồi trở lại xe. Lục tiến liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười. Nham đưa ngồi ở vị trí phó lái không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ quyến luyến của cô, cánh tay và trán của cậu đều quần băng vải, trong lòng ôm một khẩu súng ngắm nặng trịch, tấm lưng thẳng tắp hơi căng thẳng nhìn về phía trước, vẻ mặt như vừa mới áp đảo được một con sói. Sau một đêm mưa nhỏ, khắp vùng núi đều bị bao phủ bởi mây mù, đỉnh núi sương khói lượng lờ, không khí ẩm ướt, ngay cả cột mốc ranh giới hai bên đường được sơn phết cẩn thận cũng sắp đâm chồi xanh. Hai bên con đường đất đỏ chật hẹp phủ kín những bụi cỏ rừng hỗn hợp, chỗ trũng lên núi là những mảng rừng trúc hay cây chuối tây. Trên con đường núi sóc nảy, chiếc xe Việt giả miễn cưỡng có thể đi được như một con thuyền trên đầu ngọn sóng lục tiến cùng nham đương thì không sao còn sơ vân ngồi phía sau lại thấy mình giống như đang hành lễ với tượng phật phía sau xe bị ném qua ném lại về sau sơ vân khó chịu đến toàn thân đau nhất sắc mặt trắng bệch ra đến núi lớn xe dần dần tiến vào con đường bằng phẳng hơn lúc xế chiều bọn họ vào đến một thị trấn nhỏ tuy toàn thân khó chịu nhưng mấy ngày qua bị ép ở trong rừng sâu nguyên thủy nên sơ vân vẫn rất kích động nằm sấp bên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài đây là một thị trấn cực kỳ nhỏ bởi vì rất gần tỉnh y nên những tấm biển trên mặt đường cũng có chữ hán trong khi xe chạy sơ vân còn trông thấy một ngân hàng công thương trong nước ven đường cũng có một tấm biển thật to ghi chữ e điện tính trung quốc sơ vân vương tay chạm vào cửa sổ thủy tinh mũi cây cây nước mắt sắp rơi xuống. Nếu như người ngồi phía trước không phải là lục tiến và nham đương thì cô thật sự cho rằng mình đang ở trong một thị trấn vắng vẻ nào đó trong nước. Nhưng cô cố nén nước mắt lại, sau đó tiếp tục nhìn ngắm hai bên đường. Người lui tới ở đây đa phần da rất đen, đàn ông lưng đeo giỏ trúc, dắt dao dài, phụ nữ mặc váy đủ mọi màu sắc, miệng nhai trầu, có khi cũng nhìn thấy thiếu nữ có làn da khỏe mạnh dáng người thước tha bên ngoài phố buôn bán. Một vài bức tường bên ngoài tòa nhà viết phiên hiệu của quân đội làm cho người ta nhìn thấy mà tưởng là doanh trại quân đội. Trên đường thỉnh thoảng lại có một chiếc xe lái qua, mà những chiếc xe ít ỏi này đều là loại xe Việt giả vừa được nhập khẩu về, vừa to vừa uy mảnh. Phần lớn lái xe đều mặc quân phục, mà ngồi trên xe còn có rất nhiều cậu bé không hơn kém nham đương là mấy, đều mặc quân trang, ai cũng súng vác trên vai, đạn lên nòng vỏ trang đầy đủ. Sơ vân không chớp mắt nhìn ra bên ngoài cho đến khi xe ra khỏi trấn nhỏ, chạy cách trấn khoảng hơn 10 km, cả trấn bị giấu sau cánh rừng. Còn khó chịu không? Lục tiến chậm rãi cho xe chạy vào một căn biệt thự cực kỳ yên lặng được tường bao quanh, nhìn qua hết sức bình thường, sau đó xuống xe mở cửa bế sơ vân xuống. Sơ vân khẽ gật đầu, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có hơi buồn nôn. Nham Đương cũng khiên vật dụng trên xe nhảy xuống, không nói một lời theo sau hai người. Lục tiến bế cô đi thẳng vào trong. Trước cửa lớn có một binh sĩ chạy xe vào bãi đổ xe ngầm phía sau, cửa lớn khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Bên ngoài trong một mạc nhưng bên trong biệt thự lại vô cùng xa hoa, có vườn hoa, bể bơi, đài phun nước, khắp nơi đều rất tinh xảo. Con đường trong vườn hoa dọc theo biệt thự được lát gỗ, Lục Tiến Bế sơ vâng lên phòng ngủ chính trên lầu 2 của biệt thự. Sau khi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường gỗ cực kỳ lớn rồi chấp chăn mỏng lên, hắn đi chân trần đến bên cửa sổ sát đất kéo bức màn ra, sau đó chỉnh đèn trong phòng tối lại. Trên chiếc giường gỗ rộng thênh thang, cô ngủ thật say, thân thể được đắp dưới tấm chăn mỏng vô cùng nhỏ xinh, Lục Tiến khoanh tay nhìn nắm rồi đóng cửa phòng lại ra khỏi phòng tâm tình của hắn vô cùng sung sướng con mè nhỏ của hắn vẫn thích hợp với nơi này hơn sơ vân không biết tình cảnh hiện giờ của mình là gì từ sau hôm lục tiếng đưa cô về đây chỉ nói cô hãy ngoan ngoãn ở đây chờ hắn về trong vườn hoa lúc nào cũng có thể trông thấy binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ đi đi lại lại dọc theo tường bao ngay cả cửa chính của biệt thự cô cũng không được tới gần Cô ở trong căn biệt thự xa hoa, nhưng chỉ có một mình cô. Hai cô gái người bản xứ phụ trách việc ăn mặc của cô nhưng hai người họ chỉ dám nói chút ít tiếng phổ thông với cô. Trong biệt thự không thiếu thứ gì, cô có thể xem tivi, có thể đọc sách, có thể chơi trò chơi, nhưng cô hoàn toàn không được biết tình hình bên ngoài biệt thự. Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường cũng chỉ là số của lục tiếng lục tiến đã hoàn toàn ngăn cách cô với thế giới bên ngoài cách vài ngày hắn lại lái xe về biệt thự một lần nhưng lần nào cũng có vẻ phong trần mệt mỏi đến đi vội vàng trở về cũng chỉ để ăn với cô một bữa cơm khi cô hỏi nham đương cũng chỉ gãi đầu nói hiện giờ hai bên đã khai chiến lục tiến cùng vài cấp dưới tinh nhuệ trong quân đội đã vài lần tấn công mạnh mẽ thắt cổ quân địch sau khi nghe song sơ vân ngẩn người nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ suốt cả đêm. Chiến tranh đã từng là thế giới cách cô rất xa xôi, nhưng mà hiện giờ mỗi ngày lại xảy ra trên mảnh đất cô đang sống. Ở đây, thuốc phiện đại biểu cho sự tài phú, vũ khí đại biểu cho quyền thế, có được hai thứ này nghĩa là đã có tất cả. Đây là khẩu hiệu của bọn họ. Ở đây, có logic riêng của bọn họ thế giới của hắn cuối cùng cũng không thể giống với thế giới của cô. Thời gian sống trong căn biệt thự xa hoa mà nhàm chán, mỗi ngày sơ vân đều ngồi ngưỡng người trong vườn hoa, nhưng cuộc sống chán nản cũng không ngăn cách được sự phát triển của cô gái trẻ. Thỉnh thoảng về nhà nhìn thấy cô, ánh mắt của lục tiến đều tĩnh mịch không thấy đấy. Ngay cả cô tự nhìn mình trong gương cũng cảm thấy hình như cách vài ngày mình sẽ khác đi. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng yêu kiều. Cô tựa như một nụ hoa sớm mai còn động hơi sương chờ nở rộ, một khi đã nở rộ sẽ như đóa hoa tươi tắn, đẹp đến mức khiến người ta phải ngạc thở. Ba tháng sau, rốt cuộc sơ vân cũng cầm chiếc điện thoại đầu giường lên gọi. Tại một cứ điểm, lục tiến lại một lần nữa mang quân đi bình định quân địch nhướng mày móc ra chiếc điện thoại đang rung sau khi kêu người tiếp tục điều tra xem vài nơi hẻo lạnh có còn người sống không hắn vác súng mồi lên đầu một chiếc xe quân dụng nhấn nút nhận cuộc gọi xung quanh hắn tất cả đều tường đổ vách siêu bên bờ tường sau tảng đá khắp nơi đều có thể trông thấy những thi thể không còn trọn vẹn nghe thấy lời thỉnh cầu có thể ra ngoài dạo phố của cô được không lục tiếng nhíu chặt lông mày định cự tuyệt nhưng hắn nhớ tới nửa tháng trước khi về nhà Dáng vẻ của cô tuy vẫn đẹp nhưng không có sức sống, điều này làm cho hắn thấy hơi bất an. Mặc dù nghĩ cho sự an toàn của cô nhưng con mèo nhỏ kia hình như đã bị giam đến buồn chán, hắn mở miệng định nói vài ngày nữa dẹp yên chiến trường xong sẽ trở về nhà với cô nhưng lại nghe cô nũng nịu nói ngày mai là sinh nhật của cô, cô chỉ muốn ra ngoài dạo phố một chút thôi. Giọng nói nũng nịu mềm mại của cô trong điện thoại khiến Lục Tiếng nghe thấy mà toàn thân tê dại, toàn thân thư sướng. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng phải bất đắc dĩ đồng ý lời thỉnh cầu của cô. Ngày hôm sau, có nham đương cùng vài binh sĩ đi cùng, rốt cuộc sơ vân cũng được bước ra khỏi cửa biệt thự. Xe chậm rãi chạy dọc theo con đường đại lộ lái vào một trấn nhỏ, trên đường đi, thỉnh thoảng hai bên đường lại có mấy chàng trai cô gái đeo giỏ trúc nói cười đùa giỡn. Gương mặt nhỏ nhắn của sơ vân dán sát vào cửa sổ thủy tinh, nhìn vô cùng xuất thần vào đến trấn nhỏ bốn bề trở nên náo nhiệt hơn ở đây tuy không có những tòa nhà cao nhưng cái gì cũng có đủ ở đâu cũng có thể trông thấy biển quảng cáo của nhà hàng trung tâm thương mại rạp hát và thẩm mỹ viện trên đường xe lôi chở người hoặc hàng hóa vội vàng qua lại những gánh hàng rong nhỏ đang ra sức hết lớn chào mời người qua đường một vài cửa ra vào của trung tâm thương mại còn có thể nhìn thấy những cô gái cầm dù hoa ra vào. Tôi muốn đi dạo trong đó. Sơ vân chỉ tay về phía một khu trung tâm mua sắm có vẻ rất lớn. Nham đương gật đầu, hai chiếc xe lái lại gần cửa trung tâm. Sơ vân xuống xe, liếc nhìn qua tấm biển e điện thoại công cộng e gần quầy bán thức ăn bên cạnh trung tâm sau đó khẽ nhếch môi rồi bị mấy tên lính vây quanh đưa vào trung tâm mua sắm trung tâm mua sắm chỉ có ba tầng người đi dạo bên trong phần lớn là con gái sơ vân đi dạo qua các gian hàng thấy thích thứ gì sẽ vào đó xem thử nhưng tâm trạng của cô càng lúc lại càng nôn nóng đã lâu vậy rồi mà tầm mắt của nham đương vẫn quanh quẩn bên người cô mấy tên lính cũng khéo léo ngăn cản cô với người ngoài ngay cả cơ hội nói chuyện cùng người khác cô cũng không có đừng nói chi là ước muốn xa vời ra ngoài gọi điện thoại Đi dạo một lúc lâu, Sơ Vân đi vào một gian hàng thời trang. Bên trong, một vài thiếu nữ mặc váy truyền thống hào hứng chọn cho mình một chiếc váy sơ mi dài tay mỏng, sau đó ồn ào đẩy nhau vào phòng thay đồ mặc thử đồ. Sơ Vân cũng chọn cho mình một chiếc váy nhạt màu. Bất kể thế nào thì hôm nay cũng là sinh nhật của cô. Mặc dù đang ở nơi đất khách quê người nhưng tối thiểu cô vẫn còn an toàn đứng ở nơi này đây cũng là việc đáng chúc mừng tuy mấy cô gái đã quen trông thấy đàn ông cầm vũ khí trên tay nhưng cửa hàng trang phục nho nhỏ đột nhiên có nhiều người nên có vẻ vô cùng chật chội mấy cô thiếu nữ trả tiền xong rồi cầm túi rời đi sau đó một cô gái mới đi ra từ phòng thử đồ thấy thế cũng mau chóng chạy lại tính tiền thiếu nữ xinh đẹp đi tới đâu cũng gây sự chú ý mấy cô bán quần áo vô cùng nhiệt tình giúp sơ vân chọn quần áo sau đó đưa cô đến phòng thử đồ để cô thử từng cái một khi sơ vân bước vào phòng thử đồ nhỏ thì đã lóe lên một kế hoạch trong bóng tối một chiếc điện thoại xinh xắn lại bị rơi ở chỗ đó đến khi xe đến trước cửa biệt thự tim sơ vân vẫn còn đập liên hồi thỉnh thoảng cô lại dùng tay chặn lấy ngực như sợ bị người khác nhìn ra điểm khác thường bởi vì không có túi tiền nên cô chỉ có thể nhét điện thoại vào trong quần áo. Lúc xuống xe, cô kiên trì không chịu để cho ai xách túi giúp mình, ôm theo mấy túi đồ linh tinh mua trong trung tâm chạy thật nhanh lên lầu 2, dùng bả vai đóng cửa phòng lại rồi chạy vào nhà tắm rộng thênh thang. Sau khi mở vòi hoa sen ra, cô đứng trong một góc phòng tắm, run rẩy lấy điện thoại ra, nhấn nút khởi động máy. Thời gian chờ đợi máy khởi động dài dằng dặc, sơ vân cắn chặt môi cố nén nước mắt đang rưng rưng cô mất tích mấy tháng không biết ba mẹ có khỏe không cô thật sự rất nhớ rất nhớ nhà cô nhớ người thân cô nhớ bạn bè nhớ bạn học của mình đã từng rất nhiều lần cô muốn hé miệng cầu xin lục tiếng cho cô gọi điện thoại về nhà báo bình an thậm chí cô còn muốn nếu có thể nếu như hắn đồng ý cô muốn về nhà trước sau này khi cô lớn hơn một chút, đến khi cô tốt nghiệp, đến khi ba mẹ đồng ý, cô nguyện ý, cô thề sẽ về bên hắn. Chuyện cô đã hứa, cô nguyện ý thực hiện. Nhưng vài lần định mở miệng cô lại căng thẳng không nói nên lời. Lục tiếng đối xử với cô có đôi khi là tham muốn giữ lấy gần như biến thái. Lúc động tình hắn luôn cắn vành tay cô nỉ non bên tai cô hết lần này đến lần khác, e ngoài tôi ra, vĩnh viễn phải quên đi quá khứ ở bên cạnh tôi những lời này hết lần này đến lần khác quanh quẩn bên tai cô xuất hiện trong giấc mơ của cô những lời này khiến cho tất cả dũng khí của cô đều bị nuốt hết xuống sâu dưới yết hầu sau khi điện thoại phát ra tiếng chuông khởi động máy hiện ra màn hình chờ sơ vân lần lượt nhấn dãy số đã đọc thầm vô số lần nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từ hốc mắt từng giọt một rơi trên màn hình, bọt nước tung tóe. Xin chào, sau thời gian chờ đợi dài dằng dặc, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ, Sơ Vân dùng tay bưng kín miệng mình, sau đó phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, "Mẹ mẹ, hết chương 25." Chương 26. Đột nhiên đầu bên kia điện thoại trở nên yên lặng. Một giây sau, một tiếng keo xé ruột xé gan truyền đến từ đầu bên kia, Ê sơ vân mẹ thẩm từ trước tới nay luôn cao quý vẫn giữ vẻ tỉnh táo đối với việc đứa con gái mất tích đột nhiên gọi điện về Ê sơ vân là con hả có phải là con không sơ vân con đang ở đâu con đang ở đâu nước mắt của mẹ thẩm chảy dài nói năng lộn xộn trong điện thoại bởi vì sai lầm nhất thời của bà mà đứa con gái bảo bối đã biến mất khỏi tầm tay bà từ ngày đó con bé hiểu chuyện ngoan ngoãn là đứa con gái khiến cho bà luôn tự hào bây giờ không biết đang ở phương nào thậm chí không biết sống chết ra sao sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của những thiếu nữ được cứu ra bà ngày đêm ăn ngủ không ngon dù có ngủ thì trong mộng cũng trông thấy dáng vẻ con gái ở dưới địa ngục tâm tối vươn tay cầu cứu bà loại tra tấn này chỉ có là mẹ mới hiểu được nếu như không thể tìm thấy sơ vân của bà về bà sẽ vĩnh viễn không tha thứ mình sơ vân nắm chặt điện thoại bờ vai nhỏ gầy run rẩy kịch liệt con rất khỏe con không sao con không bị gì cả cô cố gắng hít thở cố gắng khống chế giọng nói của mình để trấn an mẹ. Con không biết đây là đâu nữa, cô chỉ biết nơi này là một trấn nhỏ ở miền Bắc Myanmar gần tỉnh Y. Một căn biệt thự màu trắng khi giọng nói của cô đột nhiên ngừng lại. Vòi hoa sen phun nước rào rào xuống mặt đá cẩm thạch của nhà tắm, trong phòng tắm hơi nước lượn lờ bao trùm cả không gian. Phía trên bồn rửa mặt có gắn một tấm gương cực lớn mờ hơi nước, tất cả đều rất bình thường nhưng đột nhiên cô cảm thấy phòng tắm oi bức tràn vào một luồng khí lạnh, tóc gáy phía sau như nhận ra điều gì đó, đang từ từ dựng lên. Cạch cạch e khóa phòng tắm vốn đang khóa lại bỗng bị đẩy nhẹ ra. Bảo bối em thật sự đã khiến cho tôi quá thất vọng rồi. Lục tiếng người đầy bụi đất dựa vào cánh cửa, một tay đẩy cửa gỗ ra, một tay đút vào túi quần, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô gái đang co lại một góc. Sơ vân sơ vân. Nói gì đi? Nói mẹ biết con đang ở đâu đi? Sơ vân. Điện thoại không ngừng truyền đến giọng nói của mẹ thẩm, thấy con gái không trả lời thì giọng điệu dần dần trở nên kinh hoàng. Sơ vân mở to đôi đồng tử, lục tiến đang đến gần cô, chậm rãi cúi người xuống, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô, dùng giọng nói khẽ khàng nói vào điện thoại, để con gái của bà bây giờ là của tôi một giây sau hắn cầm điện thoại ném đi một tiếng va đập truyền đến từ vách đá cẩm thạch trên đầu sơ vân chiếc điện thoại xinh xắn lấp tức bị nát thành sắt vụn vách đá cũng bị nứt vài đường tiện tay hất đi thứ nhỏ nhắn trong tay xong lục tiếng chậm rãi ngồi xổm xuống nhà nhạt nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi không dám nhúc nhích trong góc cảm giác rùng mình toát lên từ lòng bàn chân sơ vân cô xanh mắt đối mặt với hắn trong khoảng cách gần Hơi thở của hắn tràn ngập tính xâm lược, hết sức căng thẳng, đôi mắt sâu không thấy đáy biến hóa kỳ lạ tiết lộ rằng hắn đang nổi giận. Một lục tiếng như vậy thật đáng sợ, lúc này so với khi hắn giận dữ còn làm cho cô sợ hãi hơn. Sơ Vân mấp mấy môi, cố gắng lấy dũng khí nói ra tâm sự của mình. "Lục Tiếng, tôi vẫn luôn nhẫn nại, chiều chuộng em, yêu thương em, muốn chờ cho em cam tâm tình nguyện đi theo tôi." Lục Tiến ngắt lời cô, ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của cô, trong làng hơi nước, hắn nheo đôi mắt mị hoặc lại. Nhưng tôi lại phát hiện thật ra tôi cũng không am hiểu việc này lắm. Hắn chậm rãi lên tiếng. Nếu như làm vậy đã vô ích đối với em vậy thì cứ chiếu theo quy củ mà tôi mà làm đi. Sơ vân bất thình lình dương mắt lên, hàng mi tuấn mỹ của hắn miễn cưỡng nhướng lên, khẽ miệng nhếch lên thành một nụ cười sâu xa hàm xúc. Hai tay nâu miệng của cô bị đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ kìm lấy, cả người bị cô sức mạnh to lớn kéo về phía trước. Tiếng thét nặng nề của cô bị chặn lại ở phần môi, bị hơi thở nặng trịch của hắn nghiền nát. Hắn hung ác ngấu nghiến lưỡi cô, không chút thương tiếc áp đảo mút thật sâu, tràn ngập dục vọng cùng sự dã man. Bị hôn đến đầu óc ong ong, Cô gái nhỏ gần như sắp ngất đi bị hắn bế ra khỏi phòng tắm trở lại phòng ngủ cũng không biết. Đến khi cô bị vứt nhẹ lên chiếc giường gỗ cực lớn, bị tấm nệm mềm mại đàn hồi tung lên mới hoàn hồn trở lại. Nhưng cô đã bị một thân thể cường tráng đè lên lập tức, dường như không thể động đậy được. Ưm, ừ, kệ cô phát ra tiếng yêu kiều khổ sở. Hắn nâng người cô, nắm lấy mái tóc dài của cô. Thô bạo như muốn tóm nửa người cô từ trên giường lên. "Em có biết không, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em đã muốn trực tiếp xé hết quần áo của em ra, tà những chà đạp em." Hắn dán lên gò má hồng hào của cô hung ác thì thầm, bạo lộ tâm tư của mình. Cô định chạy trốn khỏi hắn. Cô muốn rời khỏi hắn. Chỉ nghĩ đến điều này thì trong lòng hắn đã tuôn ra một luồng khí lạnh cả người một loại được gọi là mây đen dày đặc kinh hoàng keo gào vây quanh hắn. Loại cảm giác này quá lạ lẫm khiến cho hắn hận không thể xé nát rồi nuốt chửng người đã mang đến cho hắn. Lục tiếng đừng mà. Cô gái bị động tác xé quần áo hung tàn của hắn dọa sợ đến mức kinh hoàng hét lên. Xoạt cái chiếc váy dài màu trắng biến thành những mảnh vải vụn trong tay hắn, rải rác trên giường. Thân thể xinh đẹp hắn ngấp nghé đã lâu lập tức lộ ra trước mắt hắn trắng hoàng mỹ, da thịt tinh tế đến nỗi có thể thấy được cả những mạch máu xanh nhạt, trắng nõn giống như một loại gấm thượng hạng. Thuần khiết mà lại khiến cho người ta phải yêu thương, vừa tinh tế vừa xinh đẹp. Bộ ngực yêu kiều bị vây bởi bộ nội y màu trắng vô cùng xinh xắn, mà một khi chạm vào sẽ mang lại xúc cảm cực hạn. Bờ eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, từng đường cong lung linh động lòng người phía sau quần lót là nơi cấm địa mà hắn ngày đêm mơ tưởng một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ như hoa bây giờ đang nằm dưới hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đừng mà lục tiến đừng như vậy mà hốc mắt sơ vân rưng rưng tay chân cô đều bị trói buộc chỉ có thể bất lực kinh hoàng cầu xin sự tha thứ của hắn tôi không phải muốn chạy tôi chỉ muốn gọi điện ẹ tôi cô sợ hãi nhìn lục tiếng không giống như ngày thường, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nức nở, cảm thấy quất ức khó diễn tả. Nhưng lục tiếng không chịu nghe lời giải thích của cô, hắn chỉ tham lam nhìn món ăn ngon lành bên dưới. Đừng mà chỉ vài động tác mà cô đã lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn. Thân thể xinh xắn non miệng làm cho người ta phải hoa mắt, trong nháy mắt đã phát hủy sự tỉnh táo của lục tiếng. Hắn không chút do dự hạ người xuống, đưa bộ phận cứng rắn bên dưới lại gần cô, vùi đầu ngậm lấy bộ ngực xinh xắn khiến người ta phải triều mến mút lấy như một đứa trẻ bú sữa, dùng chiếc lưỡi nóng ẩm treo đùa nụ hoa hồng hào của thiếu nữ, ngầm xâm chiếm khiến cô phải bất lực giải dùa. Ưm, ừ, ị cô phát ra tiếng keo đau, kích thích mãnh liệt lạ lẫm làm cho cô liều mạng để thân thể nóng bỏng kia ra. Nhưng sau vài lần phản kháng cũng không thể địch lại bàn tay đang giữ chặt lấy gáy mình của hắn. Hắn dùng toàn bộ khí lực xâm lược vào sinh mệnh cô. Vì muốn gặp cô, muốn cùng cô trải qua sinh nhật lần đầu tiên cô ở bên cạnh hắn nên chiến sự vừa chấm dứt hắn đã trở về từ chiến trường. Trên người hắn vẫn còn mang theo mùi khói thuốc súng và mùi máu tươi, một loại hơi thở mạnh mẽ lại dã man. Hai người dán chặt vào nhau thậm chí cô còn có thể thông qua bản thân mình mà cảm nhận được thân thể mạnh mẽ của hắn, cơ ngực tráng kiện, cơ bụng cứng rắn như một khối sắt, còn có biểu tượng nam tính đang trong trạng thái hứng khởi của hắn. Hắn dùng cơ thể ma sát vào cô, dẫn dắt cô đến với nỗi sợ hãi run rẩy. Nhưng cô lại không thể tránh khỏi, không thể trốn thoát. Chỉ có thể run run nhận lấy nụ hôn của hắn. Vành tai, cổ, ngực, bụng, mỗi tất thịt trên người cô đều bị hắn quét qua, khiến cho cô gái của hắn từ kinh hoàng trở nên bị mê hoặc, rồi hắn cực kỳ thông thả áp lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng yêu kiều khe khẽ của cô. Sau đó, bàn tay hắn chụp xuống dưới, nhẹ nhàng dò xét cấm địa ngọt ngào của cô. Cô bé này chỉ ra một chút dịch, vẫn chưa mở rộng cho hắn. Hắn nặng nề thở hổn hển, chiếc lưỡi gợi cảm buông tha cho đôi môi đã bị hắn chà đạp đến sưng mọng, dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh xuống dưới lướt qua vùng bụng non mềm của cô sau đó hôn lên nụ hoa nhỏ giữa hai chân cô a à, cô sụi lơ trong vòng tay hắn co lại thật mạnh rồi thét lên thân thể nhỏ bé bắn lên khỏi mặt giường bàn tay hắn lập tức kẹp lấy nụ hoa trước ngực cô cùng say mê mút liếm giữa hai chân cô cô trở lại giường bàn tay nhỏ bé bắt lấy đôi tay sắt đang kìm hông mình phát ra tiếng than khẽ đừng như vậy mà tôi không thoải mái tôi không muốn cô khóc nấc lên bảo bối em không thoải mái là vì cho tới bây giờ em vẫn chưa từng trải qua hắn vẫn khống chế lấy thân thể đang dãy giụa vùi đầu vào chuyên tâm hút nhụy hoa giữa hai chân cô cô vừa khóc vừa la hét muốn dãy ra khỏi cánh tay sắt của hắn cảm giác lạ lẫm đánh úp lại, cảm xúc này vượt qua sự hiểu biết của cô, nhưng sự lý mút của hắn lại khiến cho toàn thân cô sụi lơ, nằm trở lại trên giường. Thật sự là món ngon tươi mới đến cực hạn. Lục tiếng chuyên chú nếm lấy vị của cô. Rất nhanh sau đó, dưới sự thưởng thức mỹ vị của hắn, cấm địa của thiếu nữ cũng tiết ra dịch ngọt vì hắn. Sau đó hắn nâng người lên, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, cởi bỏ quần dài hợp với quần lót giật thật mạnh xuống. Vật đàn ông đã sớm căng đau bỗng nhảy ra ngoài không khí, dưỡng sức chờ vận động. Đến khi hắn áp lên người cô một lần nữa, lỗ chân lông toàn thân hắn đều bị thân thể non mềm của thiếu nữ bên dưới tiếp thích mà mở hết ra. Mồ hôi của hắn thấm lên da thịt cô, kết dính hai người với nhau. Cô đã sớm mệt đến cực hạn, chỉ có thể yếu ớt thở dốc dưới không gian ngập tràn hơi thở của hắn. Thân thể cô vẫn còn lại dư vị lạ lẫm. Cô muốn trốn tránh, da thịt bóng mịn giữa hai chân cô đã cảm nhận được thứ to lớn nóng bỏng của hắn như một con thú cực lớn đang rụt rịch, không ngừng nhảy lên giữa hai chân cô. Cô cuộn bàn tay nhỏ bé yếu đuối đặt lên bờ vai hắn, đôi mắt to xinh đẹp tuôn ra một dòng lệ. Lục tiếng, Lục Tiến, cô khó chịu kêu đau. Lục Tiến tiếp tục động tác tay, cúi đầu nhìn cô gái bên dưới, không nói một lời. Sau đó hắn chậm rãi cúi đầu xuống, dùng môi lưỡi phong bế miệng cô. Hắn cực kỳ thông thả, từng chút từng chút một đi vào. Á y vì quá nhỏ nên thân thể xinh xắn của cô khi bị đi vào trở nên cứng đờ. Sau đó cơ thể cô không ngừng rung động, Bàn tay đặt trên bờ vai hắn cũng véo thật sâu vào da thịt hắn. Lục tiếng chỉ mới đi vào một chút đã ngừng động tác, chống nửa người lên trên người cô thở dốc dồn dập. Thật chặt. Cô còn non mềm, tinh tế, tuyệt vời hơn cả mong đợi của hắn, dường như muốn hắn phải bắn ra ngay lập tức. Quả thật là muốn đòi mạng hắn. Việc thái dương của hắn nổi lên cuồn cuộn, tráng toát ra mồ hôi ẩn nhẫn. Đau quá, Lục Tiếng tôi đau quá. Cô phát ra tiếng khóc thật nhỏ, mồ hôi cùng nước mắt biến mép tóc của cô thành một mảng ướt nhẹp. Lục Tiếng hít một hơi thật sâu, ghé vào tai cô khẽ dụ dỗ, cây bảo bối à, thả lỏng một chút để cho anh đi vào, ngoan." Vừa dụ dỗ vừa dùng sức tiếp tục chống đỡ đi vào, khiến cho cả người cô như bị kéo căng ra. "Anh ra ngoài đi, tôi van xin anh." cô đau đớn khóc lóc khẩn cầu, cảm thấy mình như đang bị một lưỡi dao sắc bén bổ tung ra. Hắn ôm lấy cô, kiên quyết không buông tha, một tay nắm chặt vòng eo của cô, một tay nâng gáy cô lên, hắn cắn vào làn môi mềm của cô, hút hết vị ngọt của cô. Sau khi vật cường tráng kia cực lực trì hoãn lại tà nhẫn tiếp tục lẻn vào, bắt buộc nơi căng chặt của cô mở rộng ra vì hắn, bao lấy thứ to lớn của hắn. Khi cơn đau đớn bén nhọn xuyên qua cô, cô đau đến mức cong đôi chân trắng nõn lên, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mỏng khẽ mở ra nhưng lại không thể gọi thành tiếng. Ngoại trừ cơn đau xé ruột xé gan, cô không còn có thể cảm nhận được bất kỳ cái gì khác. Lục tiếng ghé vào tai cô khẽ dụ dỗ gì đó cô không thể nghe được, hắn cuồng nhiệt hôn cô nhưng cô cũng quay đầu đi không muốn nhận. Cô chỉ có thể nằm dưới hắn phát ra tiếng hét đau đớn nhưng người đang kìm lấy cô không hề cho cô cơ hội để thở hắn phát ra một tiếng thỏa mãn thật dài rồi bắt đầu liên tục duy trì hành động xâm chiếm vội vã kia hắn đâm chọc qua lại không ngừng vật cô bắt cô phải chịu đựng tiết tấu đáng sợ kia cơ thể cường tráng của hắn theo hắn mà đánh sâu vào dán thật chặt lên da thịt miệng màng của cô và mượt rắn chắc cọ sát vào bộ ngực sữa của cô làm cho hai nụ hoa phấn hồng bị ma sát đến đỏ bừng gò má đẫm mồ hôi của hắn dán sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ bên tai cô dường như không hề cảm nhận được sự đau đớn cùng run rẩy của cô hắn kịch liệt chạy nước rút khiến cô không còn cách nào mà thở nỗi khổ sở như tê liệt làm cho cô phải nhíu chặt mặt lại cô buồn bã khóc lên đôi mắt to không ngừng chảy ra những giọt nước mắt trong suốt móng tay trên bả vai hắn đã ghim sâu kiên cố vào cơ thể nhưng mà dần dần, thân thể vốn đau đớn vô cùng lại nghe thấy âm thanh gầm rú gợi cảm của hắn mà bắt đầu run sợ. Chắc là tại vì quá đau nên cô bắt đầu phát ra tiếng ngâm nga thật nhỏ. Cô cũng không nghĩ mình sẽ phát ra tiếng than yêu kiều cùng lời cầu khẩn nhẹ nhàng như thế. Trong nháy mắt khi triệt để tiến vào cơ thể của cô, lục tiếng đã không còn khống chế được. Hắn cảm thấy mình như sắp ngạt thở. Không biết là bị sự bao vây của cô khiến cho ngạc thở hay là vì tư vị này quá tuyệt vời khiến cho hắn ngạc thở. Điều này làm cho hắn không có cách nào dừng lại, cũng không có cách nào nghĩ ngợi nữa. Hắn nghe thấy tiếng ngâm khóc yêu kiều của cô, cũng thấy đôi chân trắng nõn treo trên cánh tay hắn vì đau mà cuộn lên, nhưng dưới sự bao vây, đè ép chặt chẽ, bút vào thật mạnh mẽ của cô, hắn không có cách nào dừng lại hắn ngang nhiên dùng một tay nắm chặt đầu giường một tay xuyên qua đôi chân mảnh khảnh của cô mạnh mẽ chạy nước rút lần nữa chiếc giường to lớn nặng nề bị rúng động tấm ván gỗ khỏe khoắn cũng phát ra âm thanh xoạt xoạt nói nói em sẽ không rời khỏi tôi hắn níu chặt bàn tay tinh tế nặng nề nói bên tai cô ưm ừ, dưới sự tiếng công phách đạo cô khóc không thành tiếng bàn tay nhỏ bé của cô dưới động tác kịch liệt của hắn đã bị vây chặt trong lòng bàn tay hắn nói hắn tàn khốc thẳng tiếng đối mặt với cô gái toàn thân đều là mồ hôi của hắn hung hăng ép hỏi sẽ không rời khỏi anh sẽ không nghe cô không chịu nổi sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần rốt cuộc phải nói ra lời hắn muốn nghe theo tiếng khóc la của cô là sự tiến công mãnh liệt điên cuồng của hắn mồ hôi đầm đìa, lửa nóng bùng cháy. Rốt cuộc hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm chặt lấy vòng eo tinh tế của cô, mãnh liệt bắn ra trong thân thể tuyệt diệu đến kinh người của cô. Sau đó, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị, sau cảm giác sung sướng cực hạn, hắn mê muội ngã lên thân thể cô gái bên dưới, ôm chặt cô, dán vào cô không chịu buông ra. Hết chương 26 Chương 27 bảo bối à, nhất định anh sẽ chết trên người em. Lục tiến dựa vào bồn tắm mát xa cực lớn, gối đầu lên gối da trên bồn tắm, khép hờ mắt say mê than khẽ. Nước trong bồn tắm không ngừng cuồn cuộn chảy tạo nên từng đợt bọt nước vuốt ve thân thể hắn. Nằm dạng hai chân bên hông đối mặt với hắn là thân thể nhỏ nhắn nằm sấp không hề nhúc nhích trên thân thể cường tráng của hắn. Nghe vậy bàn tay nhỏ bé cuốn quanh cổ hắn chỉ hơi nhúc nhích một chút. Mái tóc đen mượt của cô bị thấm nước, dính chặt vào tấm lưng trắng như tuyết. Ông sát lấy đường cong nguyễn chuyển của cô, uống lượng dọc theo tấm lưng trần trụi xuống dưới. Đuôi tóc nhiễu xuống vài dọc nước, từng gợn nước không ngừng nhảy múa trong những sợi tóc tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Lục tiếng miễn cưỡng động đậy người một cái thì cô gái trên người hắn đã lập tức phát ra tiếng ưm yếu ớt. Ưm ngay thanh âm vừa yêu kiều vừa mị hoặc đủ để làm cho bất kỳ người đàn ông nào hóa thành một vũng nước lục tiến nhất hữu tay lên chậm rãi ngồi dậy từ trong nước nhấc chân lên sau đó bàn tay bắt lấy bờ vai cô đẩy lên trên để cho cô hơi ngửa ra sau một chút dựa vào đùi hắn theo sự loay hoay của hắn cô cố nén vẻ khó chịu thân thể xinh đẹp hoàn toàn hiện ra trần trụi trước mặt hắn động tác của hắn khẽ động đến bộ phận bên dưới của hai người cô lập tức hoảng sợ co lại bờ vai nho nhỏ cũng rút lại bên dưới không tự chủ được mà hút hắn vào sâu hơn khiến hắn phải phát ra tiếng thở dốc lục tiếng ôm lấy đôi chân ngọc đang quấn quanh thắt lưng hắn nghiêng đầu hôn lên cái miệng nhỏ xinh xắn của cô em xem anh chỉ hơi vào một tí mà nó đã cắn anh như vậy rồi hắn dán vào gò má đẫm mồ hôi của cô thì thào khiển trách bên tai cô lúc thì nó đẩy anh ra lúc lại hút anh vào khiến cho anh dừng lại mà không được làm sao bây giờ? Lục Tiến dùng tay xoa nắng bộ ngực trắng nõn của cô, ngón tay thô ráp vân vê hai nụ hồng, tùy ý để chúng nó nhấp nhô đỏ ửng giữa hai ngón tay. Trong phút chốc, thân thể cô gái trong tay hắn nhanh chóng run rẩy, cắn môi ngửa đầu ra sau, nũng nịu vừa như khóc lại vừa như ngâm nga. Anh sắp bị nó cắn chết rồi, hắn thỏa mãn tha nhẹ, sau đó hôn lên cái cổ cô tự mình dâng lên, vừa liếm vừa cắn, Chiếc cổ che kính bởi những dấu hôn loan lỗ lại tăng thêm càng nhiều ấn ký. Hắn biết mình đã nhặt được bảo bối rồi. Quá trình trước đó đều rất mơ hồ, hắn đã hoàn toàn mất hết khống chế, chỉ có thể nhớ rõ cô đã đau đớn rên rỉ cùng cảm giác căng tràn tươi mới. Đến khi tỉnh táo lại, hắn cũng không biết tại sao mình lại điên cuồng như vậy. Đến lúc hắn bắt đầu đi vào nơi mềm mại của cô lần nữa hắn mới phát hiện ra bảo bối của hắn có một loại ma lực làm cho người ta không thể khống chế được. Mà dưới sự chỉ dạy kiên nhẫn của hắn, bản năng phụ nữ cũng thức tỉnh, cô gái của hắn đủ để thắt cổ bất kỳ người đàn ông nào. Lục tiến nâng mặt cô lên, nhìn kỹ bảo bối của mình, sau đó hắn một lần nữa thông thả chạy nước rút, công kích thân thể mềm nhũng không ngừng run rẩy trong lòng mình nhưng hắn lại phá lệ quan tâm đến cảm xúc của cô, hắn vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn, hắn muốn bức bách công chúa nhỏ làm tù binh của hắn, xa vào dục vọng cùng với hắn, không có cách nào thoát ra được. Ưm cô ngẩn gương mặt nhỏ nhắn vô cùng kiều diễm, điềm đạm đáng yêu lên. Đủ rồi vậy cô không khống chế được mà run rẩy. Tôi đầu hàng. Cô bị sự xâm nhập cực kỳ thông thả của hắn dày vò đến choáng váng, không biết mình đang ở đâu. Em muốn, em muốn anh, anh biết em muốn anh. Dường như hắn phải dùng toàn bộ sức mới có thể khống chế mình, dụ dỗ cô, liên tục duy trì sự dày vò ngọt ngào này. Lục tiếng nghe loại cảm giác không tên này như một cơn sóng lớn cuốn lấy toàn thân, thân thể xinh đẹp của cô dần phập phồng theo động tác của hắn. Xem này, so với mấy trước thì lần này em đã biết tự mình cử động rồi, ngoan quá lục tiến mê muội than khẽ lục tiến lục tiến ghi cô khóc ròng phát ra tiếng thở dốc ngay cả mình cũng chưa từng nghe thấy cảm giác lạ lẫm thỉnh thoảng lại khiến cô kinh hoàng bất an chỉ có thể duỗi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay đang cuốn quýt bên hông cô vật to lớn cứng rắn đâm thật sâu vào thân thể nhỏ xinh thỏa mãn sự trống rỗng khó hiểu của cô lại mang theo một chút khó chịu cô run rẩy nhận lấy không tự chủ được mà dùng sức ôm chặt lấy cổ hắn, nghẹn ngào cầu xin. Lý trí của hắn đã tiêu sạch theo hành động ỷ lại vô thức của cô, trong nháy mắt đã trở thành thần dân của cô. Sau một tiếng gầm nhẹ, hắn dùng hết sức ôm lấy thân thể mềm mại phía trước, tiến công hung hãn. Hắn vội vã ôm lấy cô, ra sức chạy nước rút, đâm vào cô, kích thích từng nơi mẫn cảm của cô, dẫn dắt cô bùng cháy vì hắn ép cô không ngừng run rẩy trong lòng hắn khiến cho cô phải phát ra tiếng ngâm tuyệt diệu không gì so sánh nổi cô bị hắn châm lên ngọn lửa kiều diễm cao giọng khóc ngâm phô ra vẻ đẹp chưa ai từng thấy thân thể trắng như tuyết mang đầy dấu vết hai nhụy hoa hồng phấn ngạo nghễ nhô ra khỏi mặt nước thân thể xinh đẹp không ngừng vặn vẹo phập phồng trên người hắn cô giống như một thiên sứ đang dụ dỗ ác ma hồn nhiên lại tàn ác không ai có thể trông thấy vẻ phong tình ma mị của cô lúc này nó mang theo một loại ma tính có thể phát hủy lý trí của đàn ông trong nháy mắt đây chính là thiên sứ chỉ thuộc về hắn hắn sa vào sự căng tràn yêu kiều của cô bị cô hút đến hoa mắt choáng váng đôi chân miệng màng đang quấn chặt quanh hông hắn khiến hắn càng kích thích hơn sau đó chỉ có thể thuần phục dưới chân cô để mặc cho cô xâm chiếm muốn nhanh muốn chậm vì cô sai bảo hơi nước bốc lên nước gợn sóng lay động, không ngừng tràn ra khỏi bồn tắm theo động tác mãnh liệt. Tấm kính cực lớn trong phòng tắm bị hơi sương bao vây, mơ hồ phản chiếu hai thân thể đẹp để đang cuốn lấy nhau. Tiếng thở dốc, tiếng ngâm nga, tiếng lý mút vừa mơ hồ lại vừa rõ rệt. Môi kề môi, ngực chạm ngực, tiếng tim đập gấp gáp giống nhau, da thịt cũng đói khát như nhau. Lửa tình hừng hực, ngày đêm cháy lan không dứt. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ nhẹ sau đó dừng lại, lục tiếng buông cô gái đang ôm thật chặt ra, sốt tấm chăn đơn bước xuống giường. Thân thể trần trụi với những đường cong hoàng mỹ, không một tấc thịt thừa, nhưng điều làm cho người ta giật mình là trên cơ thể kia khắp nơi đều là vết sẹo ngang dọc. Hắn mở cửa phòng ra, ngoài cửa không có ai, chỉ có một khay thức ăn đầy ắp trên sàn nhà. Cầm khay lên, lục tiếng trở vào phòng, đặt chén dĩa lên bàn gỗ rồi quay đầu đi về phía chiếc giường lớn. Trong phòng ngủ u ám, cô gái vô cùng mệt mỏi đang cuộn mình trên giường, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài chăn, khắp nơi đều là dấu vết bị hắn gặm mút, tràn ngập sắc thái làm cho người ta mơ màng. Bảo bối, phải ăn chút gì thôi. Sắc mặt lục tiếng u ám, đến bên giường, vươn tay từng chút một kéo tấm chăn màu trắng ra. Dưới chăn, thân thể trần trụi yêu kiều của cô hiện ra trước mắt hắn. Da thịt trắng nõn toàn thân bị hắn mút đầy dấu hôn loan lỗ, lan tràn đến giữa đôi chân đang kẹp lại của cô. Hốc mắt hắn giật giật, con ngươi đen đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Xoay người lên giường, hắn quỵ giữa hai chân cô, chậm rãi kéo cặp đùi trắng trẻo của cô ra. Trong lúc ngủ mơ, cô vô thức để mặc cho hắn xem xét nơi riêng tư không có bất kỳ thứ gì che chắn của mình. Phấn nộn, trơn bóng, đỏ bừng, mị hoặc, tràn ngập vẻ bất lực vì từng bị hắn bắt nạt. Lục tiếng nuốt nước miếng xuống, hạ tầm mắt nhìn bộ phận bên dưới. Thứ cứng rắn của hắn đang từ từ ngẩng đầu lên, khát vọng keo gào được nơi mềm mại của cô vây quanh lần nữa. Độc nghiện của hắn lại phát tác rồi từng nụ hôn nhỏ vụn từ từ theo lưng bàn chân đi lên trên gạm nhấm, không buông tha một tất da thịt nào. Ngay cả chỗ đầu gối mẫn cảm của cô cũng bị đầu lưỡi cùng hàm răng của hắn quét qua để lại ấn ký đỏ sậm. Ưm ê cô hừ nhẹ, chậm rãi mở đôi mắt kèm nhèm ra, cặp môi đỏ mọng, dáng vẻ kiều diễm như vừa bị người ta nếm thử. Đầu lưỡi ướt ác trì miên hôn đến giữa hai chân khiến cô phát ra tiếng ưm kiều mị, chăn mỏng được kéo lên, Cũ lấy cảnh tượng mơ màng bên trong, chỉ có tiếng thở dốc yêu kiều đứt quảng, không ngừng lan ra không gian. Dục vọng tràn ngập, ngày tiếp nối đêm. Đây chính là quy cũ củ của lục tiếng. Khi cô gái của hắn còn ngây thơ non nớt phải quán triệt cho cô thói quen cùng cực hạn hoàng mỹ nhất. Giam cầm cô, mỗi ngày dùng tình dục nuôi nấng công chúa nhỏ đáng yêu của hắn, làm cho cô xa vào những cơn ân ái không dừng lại được ngày tiếp nối đêm dây dưa với cô ở bên tai cô lần lượt cường điệu bức bách bắt cô không ngừng lặp lại lời đã hứa với hắn hắn cưỡng ép cô học tập học tập cách thăm dò cơ thể hắn thăm dò những chỗ mẫn cảm của hắn hắn cưỡng chế thói quen của cô quen với phương thức của hắn quen với hương vị của hắn quen với tất cả của hắn bất kỳ phản ứng nào của cô đều mang lại cảm xúc cho hắn làm cho hắn càng thêm cố gắng gia tăng sự dạy bảo. Cô gái nhỏ vẫn chưa biết gì về tình dục, chỉ có thể để mặt hắn không hề kiên kỵ mà nhấm nháp thân thể non nớt, mờ mịt mặt cho hắn dẫn dắt, dần dần tiến vào vực sâu dục vọng ma quỷ, suốt đời không thể quay lại thế giới trắng thuần của cô. Vẫn còn ở trong đó à? Trong phòng khách dưới lầu, người đàn ông điển trai tà khí nhướng mày thật cao, vẻ mặt không thể tin được. Tên lính đứng thẳng đứng để báo cáo trước mặt anh ta bình tĩnh gật đầu, làn da ngâm đen càng tăng thêm luồng khí nóng từ người anh ta. Hai cái tên thủ đầu trên đầu dưới của cầu thang quả thật không phải là người. Anh ta tình nguyện ra chiến trường chém giết kẻ thù cũng không muốn đứng ở đây chịu ra tấn mỗi ngày. Hơn một tuần lễ, ngày nào bọn họ cũng thay phiên nhau canh gác, tất cả đều sống không bằng chết dù có được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không chịu được tiếng khóc ngâm kiều diễm làm cho người sắc cũng phải bị lay động từ phòng ngủ chính trên lầu hai truyền tới cả ngày lẫn đêm. Đúng là người trẻ tuổi, chơi tốt như vậy, chẳng biết tiết chế gì cả. Ơ lu gãi gãi cầm, cười xấu xa đứng dậy đi về phía cầu thang, chuẩn bị tự thân xuất mã đi bắt lại lục tiếng sau khi về nhà thì không có liên lạc gì với anh ta nữa mới đi đến cầu thang, âm thanh đứt quãng, mập mờ treo ngươi từ phòng ngủ trên lầu hai truyền đến, càng đến gần lại càng rõ ràng. Nhẹ thôi đau quá, ưm, đừng kẹp chân lại, đừng kẹp căng như vậy, sắp bị em kẹp chết rồi đây, á, à, chậm chậm một chút. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi kêu rên cùng tiếng khóc khe khẽ của cô gái nhỏ làm cho ơ lu đứng sững lại. Chỉ trong vài giây toàn thân anh ta đã vã mồ hôi, mỗi bộ phận trên cơ thể đều căng cứng đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cậu nhóc trong đũng quần đã sớm ngóc đầu cao cao. Thật sự là sống không bằng chết mà. Ơ nhìn sang cánh cửa gỗ đang đóng chặt, nghe tiếng nũng nịu cùng nước nở nghẹn ngào đói khát bên trong rồi nhìn lại mấy tên lính mang vẻ mặt khổ sở trên bậc thang, khuôn mặt điển trai run rẩy, phát ra một tiếng rủa thầm, kẻ hết chương 27 cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng hảo hảo cốt cát. bạn nhớ đón nghe chương tiếp theo và đừng quên đăng ký, like và share cho kênh nhé. chúc bạn luôn vui vẻ, khỏe và thành đạt. thân ái, chào tạm biệt.